Xin chào. Chào mừng các bạn đến với Tokyo Camera. Giống dạng người quá. Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Tokyo Camera. Thì mình đã quay trở lại một video tiếp theo về Osmo 4. Và trong như video mở hộp thì mình đã nói rồi, con Osmo 4 này là một con có khá nhiều update so với Osmo 3. Và trong video ngắn này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng những tính năng cơ bản và những tính năng nổi bật nhất trên Osmo 4. Vậy thì nó có những tính năng gì thì bắt đầu video thôi. Em ơi, ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ có gì? Mình sẽ nói sơ qua một chút là có những tính năng gì cơ bản trên con Osmo 4 này. Về khả năng cân bằng, về những cái setting kiểu FPV hay là cái khóa lốc thì các bạn đã biết rồi. Nhưng hôm nay thì mình sẽ nói về cái vấn đề đó chính là cái Active Track 3.0 của con này. Vậy thì bây giờ Active Track chúng ta sẽ hoạt động như thế nào? Thì các bạn cơ bản nếu như bạn nào đã sử dụng Mavic Air 2 thì các bạn đã biết là cái Active Track nó hoạt động như nào. Thì trên cái Osmo 4 này nó cũng hoạt động tương tự như vậy. Tuy nhiên thì là nó nâng cấp hơn một chút và mình cảm thấy là nó nhạy hơn. Thì chúng ta dùng như thế nào? Thì đầu tiên thì các bạn chọn vật thể ở ngay trên cái màn hình. Đó, các bạn chỉ cần chọn cái vật thể trên màn hình thôi thì nó sẽ tự động, và nó tự động nhận diện cái khuôn mặt của cái người mà các bạn đang tracking, và nó hoạt động khá là nhạy. Đó, như các bạn có thể thấy thì là mình đã vừa thử cho các bạn xem. Ngoài ra thì nó còn thêm một chức năng nữa là nó xòe tay ra, các bạn xòe tay ra và nó sẽ tracking theo cái tay đấy. Có cái xòe tay ra kiểu nó là điểm ấy, nó hoạt động theo cái cử chỉ, nó là cái hoạt động bằng cử chỉ. Thì khi bạn giơ tay lên cái cử chỉ đó thì cái Osmo 4 này nó sẽ tự động kích hoạt chế độ Active Track 3.0. Và cái Active Track 3.0 này thì các bạn có thể kết hợp với rất là nhiều những cái cú máy của các bạn. Theo như mình thì đã thử trong cái video mở hộp ấy, thì đa phần là các cú máy của mình đều sử dụng Active Track 3.0 kết hợp với những cú máy mình đưa theo, thì chủ thể của mình nó sẽ không bị trượt ra ngoài, cũng như là cái việc là các bạn có những cái shot quay nó ổn định hơn. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chế độ, đó chính là Dolly Zoom. Đây là một update khá là lớn của Osmo 4. Vậy thường thường như các bạn khi mà kết nối với điện thoại đúng không, các bạn sẽ phải dùng cái thanh gạt TNW ở đây để các bạn có thể kích hoạt được cái khả năng zoom cũng như là zoom out, zoom in, hoặc là dùng Dolly Zoom mà các bạn phải di chuyển. Tuy nhiên thì ở trên Osmo 4 thì cái tính năng này nó đã được cải tiến hơn, đó chính là chúng ta có một nguyên một cái mục để làm cái Dolly Zoom này, thì nó ghi là Dynamic Zoom. Đấy, các bạn chọn sang cái chế độ Dynamic Zoom. Khi mà chọn xong rồi thì bây giờ các bạn hãy chọn vào cái chủ thể các bạn cần phải track. Và bây giờ là chúng ta thực hiện như nào? Các bạn có hai chế độ là zoom in và zoom out. Thì bây giờ mình sẽ chọn để là cái zoom out, và mình chỉ cần tiến nó ra xa. Và khi và các bạn cứ tiến thôi, nó sẽ có một cái hiệu ứng hình ảnh rất là hay. Mình sẽ show cho các bạn một vài cái sản phẩm mà mình đã thực hiện bằng con Osmo 4 này nhá. Các bạn có thể xem và tham khảo thêm. Ok, và để thêm cho cú máy của chúng ta nó hoàn hảo hơn cũng như là nó ngon nghẻ cành đào hơn thì hãng nó cho thêm một tính năng, đó chính là tính năng quay. Có nghĩa là các bạn có thể roll cái trục này giống như là trên những cái gimbal lớn ấy, thì nó có thể là xoay mà các bạn không cần phải bật chế độ FPV. Thì ở đây nó gọi là tính năng spin. Ok, spin thì các bạn là như nào? Các bạn hãy vào cái chế độ gọi là chọn kiểu chọn mode quay đó, vào trong menu đó, chọn mode, và các bạn chuyển về chế độ là spin. Các bạn ấn vào đây, và cuối cùng công việc của các bạn đơn giản là chúng ta sẽ chỉ cần gạt sang trái hoặc gạt sang phải để có thể cho cái trục này nó quay. Tuy nhiên thì cái trục này nó không thể quay tròn 360 độ được, mà nó chỉ quay đến một cỡ nhất định mà thôi. Và có một cái nữa, như các bạn nhìn thấy là mình chỉnh mode khá là nhanh ở trên cái nút menu này. Thì có một vài bạn có hỏi mình trên kênh là làm thế nào để chuyển đổi cái mode nhanh như vậy. Thì một vài thao tác này nó khá là đơn giản thôi. Các bạn hãy vào phần setting của máy đó, các bạn nhìn theo trên màn hình mình làm nhá. Và các bạn chuyển xuống cái phần gọi là nút menu, và khi mà vào đây thì các bạn chọn sang là quick menu đó. Và như vậy thì cái nút mở của các bạn đã chuyển từ nút gọi là chuyển ngoài cái việc là chuyển dọc cũng như là chuyển cam, và bây giờ các bạn đã thể ấn được là nó chuyển thành cái quick menu. Như vậy thì nó sẽ thuận tiện hơn trong cái việc khi mà các bạn quay, các bạn đỡ phải bảo áp các bạn chỉnh, các bạn chỉ ấn trên menu là xong. Và thêm một điểm nữa mà đây chính là một vấn đề đến từ cái việc ngàm nam châm của con Osmo 4 này, đó chính là cái Divo. Khi các bạn nhìn đấy nha, các bạn nhìn trên cái con mình đang cân này thôi, nó cũng đang hơi bị lệch đó. Tuy nhiên thì anh em lại có thể vào và Osmo cho phép tùy chỉnh lại cái Divo đấy. Anh em thì hãy chỉ cần vào cái mục là cân bằng đó, cân bằng đây như các bạn nhìn trên màn hình. Khi các bạn vào đây và các bạn chỉnh theo, ví dụ như nó nghiêng sang phải thì các bạn cân lại sang trái một chút bao nhiêu độ, nó có từng nước một, khá là dễ chỉnh.
Đó, như vậy thì các bạn có thể là giữ được cái đường chân trời luôn luôn thẳng và những hình ảnh của anh em mình nó sẽ ổn định hơn. Như vậy là vừa rồi thì mình đã chỉ cho các bạn một vài những cái tính năng và những cái setting cơ bản ở trên Osmo 4 giúp anh em có thể thuận tiện hơn trong việc là sử dụng Osmo 4. Đó, anh em có ý kiến gì thêm thì hãy để lại bình luận phía dưới. Đừng quên để lại cho mình một like cũng như một follow. Còn ở những video sắp tới thì mình sẽ mò mẫm thêm em này và mình sẽ chỉ đến anh em những tính năng thú vị hơn nhá. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kệ. Okay.